Jurgen Klopp vẫn đang chờ đợi sự trở lại của Fabinho cùng Alex Oxlade-Chamberlain. Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, Thiago Alcantara không thể xuất hiện trong buổi tập tại Melwood của Liverpool vào ngày thứ Năm vừa qua. Thông tin này khiến cho người hâm mộ Liverpool lo lắng bởi anh ta có thể vắng mặt trong trận đấu ở Etihad. Không có tân binh 27 triệu bảng là sự thiếu vắng rất lớn đối với Jurgen Klopp. Anh được đánh giá là tiền vệ sáng tạo nhất trong đội hình của Lữ đoàn đỏ. Nếu cầu thủ sinh năm 1991 không thể ra sân, Curtis Jones, người đã gây ấn tượng trước Atalanta, có thể sẽ được sử dụng bên cạnh Jordan Henderson và Jorginho Wijnaldum. Huấn luyện viên Klopp cũng có thể sử dụng Naby Keita và James Milner ngay từ đầu. Theo báo chí Đức, giữa Erling Haaland và Dortmund tồn tại một điều khoản bí mật. Theo đó, cầu thủ 20 tuổi có thể rời đội bóng vùng Ruhr ở mùa hè 2021 nếu một câu lạc bộ nào đó chấp nhận chi 80 triệu euro. Hiện Real Madrid, Juventus, Man United và Man City quan tâm ngôi sao người Na Uy. Trong một phát biểu mới nhất, giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của đội bóng vùng Ruhr đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Ông nói, có rất nhiều tin đồn liên quan đến Haaland mà chúng tôi không thể kiểm soát. Tôi đã nghe thấy thông tin cậu ấy có thể rời Dortmund ở hè năm tới với một mức giá bí mật. Tôi khẳng định đây là tin đồn không đúng sự thật, không một điều khoản bí mật nào cả. Haaland đã ra sân 27 trận và ghi đến 26 bàn cho Dortmund kể từ khi chuyển đến vào tháng 1 năm nay. Juventus chơi không có ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Ở Serie A, họ có 3 chiến thắng và 3 trận hòa sau 6 vòng đấu, xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng AC Milan khoảng 4 điểm. Ở Champions League, Pedro Pirlo cũng đã phải nhận thất bại trước Barca. Theo thông báo mới nhất từ câu lạc bộ Juventus, tiền vệ Aaron Ramsey dính chấn thương cơ và phải ngồi ngoài ít nhất là 10 ngày. Như vậy, cầu thủ người xứ Wales sẽ lỡ 3 trận đấu tới đây của lão bà gặp Lazio, Cagliari và Ferencváros. Khả năng Ramsey cũng lỡ luôn để tập trung đội tuyển quốc gia trong tháng 11. Mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1990 ra sân 5 lần trên mọi mặt trận nhưng không ghi được một bàn thắng nào. Trước vòng đấu này, thủ thành người Tây Ban Nha đã có những nhận định về đối thủ Everton. Man United hiện vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp trước Arsenal và Istanbul, bởi vậy họ cần một chiến thắng để xua tan áp lực cũng như bước vào đợt nghỉ đội tuyển quốc gia một cách thuận lợi nhất. Không thi đấu vào giữa tuần vì nhường chỗ cho Dean Henderson, thủ môn David De Gea cho biết, thành thực mà nói, một chiến thắng trước Everton sẽ là món quà tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật thứ 30 của tôi. Đó chắc chắn là một trận đấu vô cùng khó khăn. Họ sở hữu một huấn luyện viên xuất sắc và những cầu thủ chất lượng. Everton đang thi đấu rất tốt và chúng tôi cần sẵn sàng trước cuộc chạm trán này. Họ đang có sự thể hiện rất tốt. Everton đã ký hợp đồng với một vài cái tên thực sự chất lượng và đang ghi được rất nhiều bàn thắng. Đó là một đội bóng mạnh và những trận đối đầu với Everton luôn rất khó khăn. Chúng tôi cần phải rất tập trung, luyện tập tốt và sẵn sàng 100%. Sức khởi đầu chậm chạp vì vấn đề thể lực, Bale đã bắt đầu hòa nhập với đội bóng mới và cho thấy những phẩm chất của mình trước khung thành của đối thủ. Cựu huấn luyện viên Glenn Hoddle cho rằng Bale nên được cố định ở vị trí số 10 để phát huy tốt nhất khả năng của mình. Bale trông ngày càng sắc nét hơn tại Tottenham, Hoddle nói, vẫn còn chặng đường dài để cậu ấy lấy lại phong độ tốt nhất của mình, nhưng không phải là một Bale như ở giai đoạn đầu với Tottenham. Với những gì mà chúng ta thấy đêm nay thì tôi nghĩ Bale sẽ hay nhất ở vị trí số 10. Cậu ấy sẽ không thể đá hay ở bên cánh mà phải là ở giữa. Khi đó, sự kết hợp giữa Bale với Son Heung-min và Harry Kane sẽ rất đáng để chờ đợi. Nguồn tin từ AS cho hay, lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã cạn kiên nhẫn với Pogba nên chấp nhận cắt lỗ để tống khứ ông Cảnh 28 tuổi. Mới đây, Man United đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với cựu cầu thủ Juventus đến tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, đó chỉ là động thái như níu giữ tạm thời. Dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy từ 442, Man United sẽ làm mọi cách để đẩy Pogba ra khỏi Old Trafford trong năm tới nhằm thanh lọc đội hình. Trong quá khứ, Real Madrid từng nhiều dịp liên hệ chiêu mộ Pogba. Bản thân tiền vệ này mới đây cũng bóng gió đến chuyện muốn khoác áo đội bóng hoàng gia một ngày nào đó. Zidane rất kết đàn em đồng hương, tuy vậy sau giai đoạn ảnh hưởng vì Covid-19. Lãnh đạo Los Blancos dường như sẽ chuyển hướng mục tiêu sang các cầu thủ trẻ tiềm năng như Camavinga hơn là Pogba. Juve cũng sẽ dang rộng vòng tay nếu Pogba quay trở lại Turin. Anh từng có khoảng thời gian 4 năm thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo của bà đầm già. Năm ngoái, Man United còn hét giá Paul Pogba 150 triệu bảng, nhưng ở thời điểm hiện tại, họ chấp nhận đại hạ giá, chỉ yêu cầu mức phí 53 triệu bảng. Không tính phạt đền, Lionel Messi có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng kém nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Kể từ đầu mùa, Messi mới ghi một bàn ở La Liga từ quả phạt đền nâng tỷ số lên 3-0 ở trận gặp Villarreal hôm 27 tháng 9.
Cầu thủ dứt điểm nhiều nhất mà chưa ghi bàn là tiền đạo của Lyon, Moussa Dembélé với 20 lần. Không tính phạt đền, hiệu suất của Messi là tệ nhất châu Âu, 0%. Anh cũng là cầu thủ duy nhất dứt điểm trên 20 pha mà chưa ghi bàn nào ngoài phạt đền. Một ngôi sao khác cũng chưa ghi bàn nào dù dứt điểm 15 lần là tiền vệ Kevin De Bruyne. Trang GMS của anh lý giải về sự sa sút của Messi rằng có hàng tá lý do, có thể là do huấn luyện viên với một sơ đồ và triết lý mới, cũng có thể là vì tuổi tác hoặc là trái tim của Messi không còn nằm ở Barca nữa.